Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hợp và YouTube Chuyện Lạc Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 124 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong truyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị hiến duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện ngày mai thượng chiều hoàng thượng sẽ cùng tất cả bác quan thương nghĩ việc dương lăng đã để ra cái gì mà đừng đường đừng đường cái gì ấy nhỉ là thủy sư giảng bót đường trường văn miện cười cười nhắc nhở thuận tay đưa chén trà lưng lên cung kính đi cho lưu cẩn sau đó hướng trương thải cười rồi lui về ghế ngồi của mình trương thải hơn bốn mươi dáng người cao lớn mặt như quan ngọc mày ngày sắc nét anh tuấn khí khái đúng là thời điểm mỹ lực nhất thành thục nhất của nam nhân hiện giờ ông ta đứng đầu lục bộ chính là lại bộ thượng thư thần thái phi dương khí độ bất phàm lưu cẩn rất thưởng thức ông ta để đem ông ta đề bạt đến vị trí trọng yếu này lão quả thực phải đứng cứng mềm đủ kiểu lại phải thỏa hiệp với đám người lý đông dương tiêu phương để cho một vài gã quan chức nhà môn khác ra mặt cuối cùng mới đề bạt trương thải lên tới vị trí lại bộ thiên quan này trương thải cũng vì vậy không còn là môn hạ của lưu cẩn mà trở thành khách quen của lưu gia tới cũng không cần người báo ừ, đúng đúng thế chính là thủy sư giảng võ đường <laughs> thực khó có được bọn người kia cũng cùng tâm tư với giá từ quan lại đến văn võ bá quan trong ngoài triều đều phản đối cả chẳng những lý đông dương dương đình cũng phản đối ngay cả lão hồ ly dối trá tiêu phương kia cũng không chịu yên lưu cẩn cười dài dùng nắp chén gầy gầy chén trà đặt lên bàn rồi bĩu môi nói chà chà cái tấu chương này người xem kỹ cho ra phải kịch liệt chỉ trích dương lăng bồi dưỡng thân tín chiếm đoạt thân quyền ý đồ gây rối làm tốt ra trọng dũng ngày mai thực sự là ngày tốt nha hai tiểu nha đầu xinh đẹp động lòng người đứng sau quạt quạt cho lưu cẩn lão đã bỏ quan phục đang mặc một thân nhàn y thư thả ngồi lại tại ỷ thần thái cực kỳ thích ý lưu công tấu trương đương nhiên phải lựa ý thế nhưng mà theo đệ tử thấy Lưu Công không nên cùng các quan viên khác công kích Ngài còn phải biện hộ cho Dương Lăng nữa mới lên ừ. Lưu Cẩn nâng bí mắt lức trương văn miệng Ha hả nói Người có kiến giải gì Nói nghe thử ra nghe trong mắt Trương Thải lóe lên tia sáng kỳ dị, cũng nhìn chằm chằm vào Trương Văn Miện. Muốn nghe thử đệ nhất mưu sĩ của Lưu Cẩn nói cái gì hay. Y mặc dù trung thành với Lưu Cẩn, hơn nữa còn vì lão đưa ra rất nhiều mưu sách, chú ý Bất quá chỉ vì vài lần kiệt lực khuyên can những sai lầm của lão cũng không phải dạng A Du lệnh hót tầm thường. Nói đúng ra y chính là muốn lợi dụng quyền thế của Lưu Cẩn thực hiện tham vọng của mình. Tỷ như Lưu Cẩn có một thói quen thực ngây thơ lại thực tàn áp chính là lão thích điều tra sổ sách, thích phạt tiền. Nếu người của lão thanh tra kho lúa lại phát hiện ra hao tổn dù có không đáng gì lão cũng nhất định sẽ phạt tiền mà phạt thật nặng hơn nữa không phải phạt cố đinh và cố lại không phải phạt thợ và quan giữ kho mà phạt vượt cấp đến tận chi châu cùng chi phủ lão đã rất nhanh đắc tội một lượt với toàn đám quan viên trung cao cấp thế mà lão lại còn làm ra cái vẻ không biết mệt trương thải vì việc này khuyên can nhiều lần thế nhưng do lưu cẩn xuất thân hàn vi nghèo khó tư tưởng vì vậy có đối lập với kẻ làm quan lớn trước mắt vị trương tú tài này lại không có hợp ý tuy rằng thực có tài học nhưng tính tình nóng nảy lòng dạ hẹp hòi cảnh ngộ không thuận Đối với oán hận với quan lại này, Trương Thải đã liên tiếp khuyên can. Lưu Cẩn chẳng những không tiếp thu còn trách mắng nghi một phen, cho nên tới gần đây Trương Thải nói năng chừng mực giữ kẽ hơn nhiều. Lưu Công, Dương Lăng dẹp yên giặc quá, bình ổn đông hải, hàng phục Phật lăng cơ. Mỗi việc này tính riêng cũng được coi là đại công rồi. Với tâm tính hoàn hỉ của đương kim hoàng thượng, lại một lòng tin tưởng Dương Lăng, hẳn là đã nêu gương ngợi ca bốn phía, thậm chí còn thăng chức tấn lộc. Nhưng ngài có thấy hoàng thượng có động tĩnh gì hay sao? ừ. Cũng theo lời ngươi Chúng ta là đang lo lắng hoàng thượng Phong thưởng khắp nơi cho hắn Sớm đã chuẩn bị lý do ứng phó Nhưng có khả năng là vô dụng Hay là hoàng thượng bắt đầu nghi ngờ hắn đấy Lưu Cẩn những mày mừng rỡ Vội vàng truy vấn Trương Văn Miện ung dung cười Lập tức cảm thấy thái độ này Không khỏi có vẻ bất kính Vội vàng thu liễm sắc mặt Hắn giọng một tiếng rồi nói <laughs> Lưu Công Tầm kế đế vương với đạo quan trường Có chỗ tương thông Cũng liền có chỗ trái nghịch với nhau dù sao thiên hạ cũng là của hoàng thượng hết thảy đều ở trong tay trong lòng bàn tay của ngài ấy kìa thằng trước có thể là để chuẩn bị giết người dèm pha cũng có thể để tạo ra thân tín đây là ân sủng bậc nào hoàn toàn tương phán hoàng thượng càng ngày càng thêm trân trọng tín nhiệm hắn ta chính là không muốn hắn trở thành bia đạn của chúng nhân dương lăng có công mà vô thưởng hắn làm tổng đốc lục tính đã giải trừ vấn đề malacca mà chức vụ không đổi quyền binh không biến lại chưa từng công bố muốn đảm đương chức vụ chủ quán giảng võ đường trước hiệu trưởng ngài nghĩ xem đủ loại bác quan cùng buộc tối có hiệu quả hay sao hoàng thượng cũng chỉ cần một câu đố kỵ người tài miêu hại trung lương là mở mắt thánh thượng ai còn dám nói thêm câu gì nữa nào Lúc cần sừng sốt nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói chúng ta tối thiểu cũng hiểu hoàng thượng hiện tại tuy đã trưởng thành một chút rồi cũng chưa luyện được tâm kế gì cả cũng chưa có tâm kế này đâu Nhất định có chiêu nhân đứng ở sau rồi Có người giật dây chỉ điểm Nhưng chúng ta tăng cường để mắt phía hoàng thượng Bọn người đối nghĩa tiêu phương Đều không có cơ hội còn có người nào của dương lăng có thể Trương Thải lướt mắt nhìn Trương Văn Viện tán thưởng Tú tài này xác thực học tài cũng không kém hey, Đáng tiếc Nếu không phải là tiểu nhân một khi nắm quyền binh Tất sẽ quan báo tư thủ Lợi dụng việc công trả thù riêng Nhất định sẽ trợ lực lớn cho Lưu Công. Y mỉm cười rồi tiếp lời nói. Lưu Công, trong ngoài cung ngài đều coi chừng, nhưng có một nơi, một người ngài có thể không để ý được. Lưu Cẩn khẩn trương nói. Là ai vậy? Kẻ nào lớn mật dám cùng ta đối nghịch như vậy? Trương Văn Miện sợ Trương Thải đoạt mất nổi trội của gã, vội vàng nói. À, hiện đang ở Uy Vũ Hậu Phú, đừng nhất tiên, đừng cô nương kìa. À, là nàng. Lưu Cẩn như bừng tình đại ngộ, bừng khỏi cơn mê, có thể làm cho chính đức hoàng đế nói gì nghe nấy, rồi lại âm thầm ủng hộ Dương Lăng, hơn nữa không những tự mình mưu hại trả thù, trừ bỏ vị trí quý phi đường nhất tiên sắp được sắp phong kia thì còn ai có thể làm đây? Trương Văn Miện âm thầm cười nói. Lưu Công, ngài còn không nhìn ra hay sao? Hoàng thượng làm theo ý mình, chính là chủ nhân không sợ trời, không sợ đất. Ngài ấy mang theo một nữ tử, nhân gian cứ ngựa phóng qua ngọ môn. Nơi chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu, tam giáp khoa cử mới được tiến nhập. rồi khi hoàng thượng cùng vị cô nương này đông du tây giáo dạo chơi khắp nơi nội cung luôn có ý khiển trách lúc này việc động trời như thế hoàng cung lại không hề có động tĩnh gì cả ngay cả hoàng thế hậu và hoàng hậu cũng không dám trách cứ gì ai nấy đều đã thấy được quyết tâm của hoàng thượng ngày ấy chính là muốn thị uy khắp thiên hạ dương lang hiện giờ không ở trong thành người của hắn cũng không cách nào trước mặt hoàng thượng đưa ra ý tứ gì cả chính là vị cô nương này. Tùy nói nàng thực nhu thuận, không có ý tham dự triều chính, chính sự, thế nhưng chỉ là ngẫu nhiên bóng gió thổi gió bên gối, chỉ cần nàng nói, hoàng thượng liền đắn đo. Chỉ cần hoàng thượng cân nhắc, sẽ không thể có người theo diệt thêm để hạ bệ Dương Lăng được. Lưu Cẩn nhíu mày, vuốt cảm suy nghĩ một hồi, buông bát trà rồi nói: "Đừng cùng ra vòng vo, người có việc gì cứ nói thẳng ra đi." Nếu ra không nên đi hướng này thì còn tìm cớ buộc tội chi nữa đấy. Trương Văn Miện cười một chút mở ra phiến quạt 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 vài cái mỉm cười nói <cười> Trong triều cựu thần đều theo hàn văn Như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy Lão gia hỏa này mềm cứng không ăn Mặc dù không theo phe dương lăng thì nhưng cũng không thuận theo lưu công Có cơ hội liền ngáng chân ngày Thật là đáng ngại Chúng ta đấu với dương lăng Thế nhưng lại có thể đối phó với hàn văn Lưu Cẩn lắc đầu nói Nan giái, nan giái Cái lão gia hỏa này hiện cực kỳ âm ngoan làm gì cũng không chịu lưu lại nhược điểm bám vào vị trí thượng thư không đi lão cũng không làm gì sai trái lại có hiền danh ta cũng không có biện pháp gì cả cái này cái này biện pháp là do người nghĩ ra mà dục ra chi tối hà hoạn vô tư là người tránh sao được tội lỗi đây lưu công ngài đã quá khoan hồng rồi lưu cần được khen đến mắt mặt nét mặt già nua cũng cười lên không khác khoa cúc lão hé miệng nói Vậy ngươi có biện pháp gì? Trương Văn Miện thu quạt lại, hướng thân mình tới gần, dò xét. À, lưu công, hoàng thượng chuẩn bị 9 tháng tới, nạp đường quý phi, đồng thời còn muốn tu sửa bảo phòng. Chút bạc này, ngài không phải tính toán, nắm giữ rồi hay sao? Lưu Cẩn nhất thời buông tay nói. Bằng không làm sao bây giờ? Cũng không thể nói hoàng thượng, không thoải mái. Ngài ấy không thoải mái, ta có thể sao? Bộ hộ không còn bạc, kia chẳng phải đào ra từ nội khố của hoàng thượng hay sao? trương văn miện thu chiếc phiến đạp vào lòng bàn tay, mặt mày khởi sắc nói: bác, ta đã định ra rồi, chính là khi hoàng thượng đại hôn, hộ bộ không đủ bạc, cũng nghĩ sẽ không chi bạc ra. lời này ở trước mặt hoàng thượng nói như thế nào, còn không phải do ngài hay sao? lưu cẩn đôi mày nhảy dựng, trong mắt hiện lên tia âm trầm, ý cười, lão gật đầu nói tiếp: ừ, um, nói tiếp đi. Trương Văn Biện tiếp tục nói Hoàng thượng cũng là người Hơn nữa lại không tránh khỏi mặt mũi nam nhân Thể diện của nam nhân kia Sự kiện này chắc chắn là không thoải mái rồi Đệ tử đêm nay sẽ đem tấu chương Trình chu một lần Đem người của chúng ta viết tấu trương đều rút ra cả Chỉ cần lưu lại phế phái của Hàn Văn dâng tấu thôi Lưu công ở trước mặt hoàng thượng Lúc ấy hoàng thượng đang đẩy căm phẫn Nói vài câu tốt đẹp cho Dương Lăng Cái đám Hàn Văn trong lòng hoàng thượng Sẽ không phải bị thổi bay hay sao Lúc đấy đừng mơ tưởng mà ngóc đầu giấy Lưu Cẩn như một con vịt bầu Rú lên một trận cười quái dị Trương Quan Miện thấy lão vui vẻ Tiếp tục khoa trương nói Lưu Công cái này chính là đường lang bộ thiên Hoàng tước tại hậu Hàn văn đả kích dương lăng Ta đứng sau đả kích lão Thượng chiều ngày mai không ngoài như vậy Kế sách này không tồi Đáng tiếc vẫn có điểm ngây thơ Trương Thải trong lòng khinh thường Cười ngắt lời nói Hàn Văn trụ tại quan trường đã lâu năm, am hiểu sâu quan trường chi đáo. Vừa rồi cũng đã cùng môn hạ xem qua tấu chương, đều là quan viên ngự sử thái, Hàn Lâm Viễn xung phong cá. Hàn Viên rất tuyệt không chính mình ra mặt, đứng đầu chỉ trích đâu. Ngôn quan vô tối, Hàn Văn không lộ diện thì sẽ làm sao bây giờ? Cái này Trương Văn Miện khổ tâm nghĩ ra biện pháp, lại bị trưng Thải một lời vạch ra yếu điểm không thực tế, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Người này lòng dạ hẹp hòi, rất khó chịu nổi có người bên ngoài chen vào đối mặt trương thải là lại bộ thịnh thư lại phong thái ngang nhiên nổi tiếng mỹ nam nguyên bản đã khiến gã ghen ghét lúc này lòng lại càng thêm chán ghét trương thải đang ở đám tiểu nhân lại không biết phòng bị nào biết câu nói của mình đã đắc tội với người ta gã hấp khẩu trà suy tư nói hẳn văn đã ăn đau vài lần đã biết cẩn thận hơn hiện tại dám lợi dụng việc này buộc tội dương lăng là vì lão đã nắm được một sự kiến Trương Thải dừng lại một chút tiếp tục nói Khởi đầu là rằng võ đường Lưu Công Công phản đối Lấy Đông Dương, Dương Đình Hòa cũng phản đối Nhóm văn thần phản đối Ngay cả các phe hữu phái Nhóm các tướng lĩnh cũng kiệt lực phản đối Hàn Văn chính là xem được điểm này Mới muốn mượn gió bẻ măng Nếu như có thất bại Lão không thể nói gì hơn được Hàn Văn không phải không nhìn ra Hoàng Thượng Có ý giữ gìn Dương Lăng Chính là Lão không đợi được thể cơ thích hợp hơn mà thôi Dù sao có không thành công cũng không làm lão tổn thất gì cả Lão cũng không phải loại mãng phu Ngày mai thượng triều chắc chắn lão sẽ đợi yên xem xét Nhìn tới thời điểm nhắc lên gió bão Lão hiển nhiên mới ra mặt Cho nên ta không thể rút tấu chương muốn buộc tội ra được Cần là nhiều người phối hợp Cấp cho lão chút hy vọng kìa Lưu Cẩn nghe thấu liền hắc hắc cười nói Không cần phải nói Ta đều hiểu được Phe phái Dương Lăng cũng không thật cam tâm tình nguyện Với việc thiết lập võ đường Đương nhiên sẽ không ra mặt buộc tối Đám người Lý Dương theo lão có thể Chúng ta lại đang cùng Dương Lăng tranh quyền Hàn Văn sẽ là hy vọng ta sung phong trước kìa. Việc phất cờ hò reo Chúng ta phải trải qua quá nhiều năm rồi Bẫy dập trong đó càng không nói Chờ khi lão tiến vào Ta liền biến hóa nhanh như cắt Khiến cho lão Hàn trong ngoài Không còn hình người <laughs> Bất quá Rồi lão thân thiết nhìn Trưng Thải tự nói Thượng chất à như vậy là có thể lập đổ lão ta hay sao ta nghĩ lý đông dương dương đình hòa nhất định là sẽ ra mặt bảo hộ cho lão ta thôi trương thải mỉm cười nói văn miện này đế hôn mà không bạc khiến trung thần hai bên cùng công kích chính là tạo thế khiến hoàng thượng nảy sinh tâm lý bài xích xác minh nghi ở triều đình có phần bị động về phần dùng một kích trí mệnh trương thải dừng lại một chút rồi nói kẻ án tham ô của bộ hộ viên ngoại, lang thiệp đã bị lôi ra đầu đuôi la địch rồi hôm qua hắn về mới bị điều đi lại bộ lưu công à bộ hộ viên ngoại lang y chính là người của bộ hộ thượng thư cũng không tránh khỏi là có liên lụy tới hàn đại nhân đâu phanh một tiếng lưu cần vỗ bản quát nhất định là có thế nào lại không được lão vốn có thói quen truy cứu vượt cấp đám quan viên thượng cấp khi đám hạ quan phạm tội không tránh khỏi huống chi hiện tại đang muốn chỉnh hàn văn nhân lúc muốn nắm lại quyền lực chính trị nên lập tức lên tiếng trả lời. Trương Văn Miện nhãn châu say động, lên tiếng nói, viên ngoại lang kia là tham quan, sợ cũng không có cứng xương, loại người như vậy không dùng đến đại hình, chỉ cần lưu công phạt y đeo 150 cân trên cổ, bắt đứng dưới mặt trời bỏng đát, như vậy muốn y tố ai là y có thể không tố kẻ đó hay sao? Trương Văn Miện vội vàng đứng dậy nói Lưu Công chuyện này liền giao cho đệ tử đi Ba ngày À không trong vòng một ngày thôi Đệ tử ắt có tin tức tốt đẹp cho Lưu Công Lưu Cẩn cười dài đứng lên Vừa lòng vỗ vỗ đầu vai của gã nói Tốt chuyện này liền giao cho ngươi Bất quá cũng không cần sốt ruột Dù sao cũng phải chờ ngày mai Sau khi thượng chiều miễn cho có động Trương Văn Miện hiểu ý Vội vàng thi lễ nói Vâng vâng vẫn là Lưu Công Công chu toàn ngày mai đệ tử lại tới ngày mai lại tới uhm. lưu cẩn đắc chí gật đầu lia lịa hơi hơi quay đầu về phía đông nam hai mắt của y sáng lên hàn văn ngã ngửa chúng ta có thể tụ tập lại lực lượng càng lớn hơn đợi khi dương lăng trở về kinh thì thế trời cũng đã đổi rồi dương lăng người dương lăng ta chúc người ở tứ xuyên nhạc không dày thốt lại nói thiên triều đại minh xuất binh tương trợ quốc vương sudan của malacca phục quốc chuyện này cũng không phải một hồi thắng lợi. Đại Minh có 78 phiên quốc, những năm gần đây trở cao đường xa, hơn nữa phương Bắc bị quân thắt, dẫn quân mất nhiều tinh lực, căn bản không rảnh bận tâm, cho nên có tới hơn 20 phiên quốc đã nhiều năm chưa từng bái kiến triều đình. Hiện giờ phía Bắc Đại Minh cùng đoán nhan tâm vệ, đại bại dưới gót ngựa thắt đát, vừa mới dọn sạch giặc qua, thu phục hải đạo Đông Hải, đóng quân ở khắp nơi, thu phục Malacca. Cựu Long Phương Đông một khi thức tỉnh, chính là mưa gió rền vang chư quốc xung quanh liền kinh sợ uy danh đều dục dịch bắt đầu phái đặc sứ ý kiến triều đình thiên tử đại minh nhất thời bốn phía tiểu đếm rộn rã không ngừng tái hiện lại vạn quốc hướng tới cục diện thịnh vượng triều đình đại minh cũng rõ việc malacca có ý nghĩa chính trị lớn cỡ nào vì để tạo thanh thế khi hậu tống quốc vương malacca vương tô đoan mụ mạt hồi quốc đã phái ra hai vị khâm sai một là lễ bộ thượng thư vương hoa một vị là tân nhiệm bộ binh thượng thư lưu vũ có thể nói là ngộ lễ tôn trọng tuyệt đỉnh đội ngũ hộ tống khổng lồ như thế hẳn là diễn ra cho các chư quốc kia xem malaka sudan cũng nằm trong vở kịch này mà thôi cho nên cứ mặc cái nhớ nhà rào rạt đội ngũ vẫn cứ bình tĩnh bát ổn chậm rãi yên ổn phải mất tám tháng đội tàu mới tới được malaka lợi dụng trong khoảng thời gian này dương lăng đã tuyển định địa điểm đóng quân cho hạm đội bồ đào nha lợi dụng mấy nghìn lao công miễn phí này kiến tạo bản doanh cho thủy sư đại minh tuyển chọn ra tướng quân đóng binh, còn đi tới đi lui giữa Phúc Kiến và Malacca xử lý thỏa đáng một ít công vụ. Bởi vì Đông Hải đã thanh tĩnh, hiện tại Đại Minh đối với Triều Tiên, Nhật Bản, Lữ Tống và Lưu Cầu, Chư Quốc mở ra cảng Thiên Tân, Hàng Châu, hải vận thương mại đã bắt đầu khởi động cũng nhanh chóng ảnh hưởng tới nhiều quốc gia khác. Đồng thời, trọng dụng tổ chức một đám thương nhân, văn nhân, tăng nhân và các đặc vụ tạo thành thương đoàn thăm viếng Nhật Bản thương nhân đại biểu là từ kinh văn nhân đại biểu là đường báo hổ bọn họ chính là mang đi rất nhiều tinh mỹ sang quý của đại minh đều khiến nơi nơi hoan nghênh người nhật bản tín ngưỡng phật giáo tầng lớp thượng lưu lại thích nhất học đòi văn vẻ tài tử đệ nhất giang nam đường báo hổ kiến thức uyên bác lời nói phong nhã đối với kinh phật có nghiên cứu sâu sắc lời nói ẩn ẩn lại sắc bén đàm kinh luận đạo với công tăng của nhật bản không chút nào kém cỏi khi phong lưu khi lại cập nhà phóng đẳng không kiềm được cực hợp với đại danh tướng quân ăn uống cũng là tâm phúc địa nhất của Nhật Bản. Đương thời, vô luận là đại danh tướng quân hay là danh tăng cao quý, người người đều lấy giữa đường trạng nguyên là mục tiêu phấn đấu để vinh quang. Cho nên, nếu có một ngày người ta nhìn thấy một màn quái dị, một đội quân hộ tống rầm rà đến biên cảnh, lại có một đội quân khác cung kính đem tiếp nhận, khách khí tự mình đưa vào tận trong thành, sau đó lại hai bên đấu võ, máu chảy thành sông, cái này chính là đoàn tham viếng của đường báo hổ. Tô Đoan mụ mạt khi tới Phúc Kiến, Dương Lăng cũng trở về nghênh đón, sau đó cùng với hai vị khâm sai hội tống về Malacca. Uy Vũ đại tướng quân sau khi được dỡ bỏ thép, tốc độ nhanh hơn nhiều, trên biển lướt đi tạo thành một vệt sóng dài thật lớn. Dương Lăng đứng ở mép khoang tàu tầng 3, lặng lặng nghe Lưu Vũ thuật lại tình hình ở trong cung. Đại nhân không ở trong cung thành, nên hiện giờ phe phái tả hữu của Lưu Cẩn đã nắm đại đa số chính vụ, lại bộ tượng thư Trương Thái Tân nhắm là một tay lưu cẩn đề bát hiện giờ lại bố đã nằm trong tay của lão ta rồi các quan viên theo phe lão lên càng nhiều ngay cả lý đông dương dương đình hoa giờ cũng không có tỏ vẻ ý kiến gì cả dương lăng cười nói bọn họ sau khi thất bại liền biết thu mình không nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay thôi đừng trông bọn họ đang cùng lưu cấn lá mặt lá trái chính là đang đợi thời cơ đám cựu thần này chính kiến có chút thủ lậu nhưng thái độ làm người khẳng khái sẽ không dễ dàng thay đổi lưu vũ cung kính nói Vâng, đại nhân nhìn xa trông giống, làm người bái phục. Đại nhân mặc dù rời kinh thành lâu như vậy, bệ hạ vẫn luôn nhớ mong. Đám người Hàn Văn dự định đem việc xây dựng võ đường thủy sư, công khích đại nhân. Vốn bọn lão tưởng đám Lưu Cấn nhất định sẽ hưởng ứng. Muốn dùng đoàn toàn bộ văn võ bá quan cùng tạo áp lực, khiến cho Hoàng thượng cách chức ngài. Chính là Lưu Cấn cũng không dám đắc tội với ngài, ngược lại còn giúp ngài bác bỏ Hàn Văn, làm cho bọn lão không dễ dàng gì. Ồ... Oh. Dương Lăng tuy rằng không ở trong kinh nhưng chưa hề lơ là chú ý, sự tình lớn nhỏ gì cũng đều đã chuyển đến, Cho này đương nhiên hắn cũng đã rõ. Tuy nhiên, hắn lại muốn xem xem vị kinh quan này có cách nhìn như thế nào với Lưu Cẩn, cũng muốn xem y có điều gì giấu giếm, liền không biểu hiện gì, hắn nói: "Vậy có hành động gì, nói cho ta nghe đi." Lưu Vũ nói: "Đại nhân không ở trong kinh, Lưu Cẩn ra sức thâu tóm quyền bính, đại nhân đem tí thuế chuyển giao cho cung vua và bộ hộ quản lý, hai nha môn này nảy sinh thuế không sạch sẽ lưu Cẩn chính là dựa vào việc tham mô của bộ hộ viên ngoại lang kéo đổ hàn văn hiện hàn văn đã ca lão hồi hương rồi tuy nhiên lý đông dương và dương đình hoa cũng đã cật lực tiến cử cựu thần hiện tại vào kế nhiệm hộ bộ thượng thư lưu cẩn không thể xếp người của mình vào thế nên hiện tại quyền thuế má vẫn thuộc về quyền hạn của cả hai bên lưu cẩn cũng không có cách nào cả đành phải mượn sức đám thái giám lão giả muốn lợi dụng việc tiền thuế triều đình không đủ tài chính lại đang hết sức khó khăn đã khuyên hoàng thượng tăng quyền bính cho đám thái giám chấn thủ để tăng mạnh thu thuế hiện giờ quyền chức của các thái giám chấn thủ tương đương với tổng đốc tuần phú có thể thẩm tra sự vụ luật pháp có thể giám sát quan viên quyền thế ngang nhiên rõ ràng dương lăng cao mày gật đầu nguyên nhân là bởi vì tài chính khó khăn rất nhiều điểm này hắn cũng không có biện pháp thay đổi chỉ mong tiến cử giải pháp hỗ trợ thông thương hy vọng sinh ra hiệu quả và lợi ích. Nhưng việc này muốn thấy được hiệu quả và lợi ích nhanh nhất cũng mất 2 năm, nước xa không thể giải được khát gần. Cũng chính bởi vì triều đình có cơ cấu đồ sộ, cả nước có tới 30 vị thân vương, 215 vị quân vương và tướng quân, 2.700 vị trung úy, hơn 2 vạn quan văn, 10 vạn danh võ, 772 vệ binh, rồi có tới 4 vạn sinh đồ được triều đình nuôi không. Hàng năm nguyên bổng lộc so với thuế ruộng đất cũng gấp ngàn vạn lần. Hơn nữa, thuế phú lại không hợp lý, phần đông quân lại đều là tham ô, thông thương hải cảng, kiến tạo và trang bị cho hải quân thủy sư chiến sự Nam Bắc liên miên mà thuế thu được ước chừng 2.600 vạn thạch, xuất nhiều mà nhập ít. Vì thế vương phủ thiếu lộc, vệ sở thiếu lương, các biên thiếu thưởng, các tỉnh thiếu bổng, tình thế rất là nghiêm trọng. Mấy việc này trừ khi hắn điều chỉnh tiền long có thể nghĩ biện pháp giải quyết không để đúng là không có khả năng muốn nấu ăn bụng rủ đói cũng phải điều chỉnh lửa vừa phải không thể lửa to đốt đồ ăn luôn được dương lăng thở dài một tiếng nặng nề gật đầu điều làm hắn thực sự thất vọng là tin tức mật khác truyền đến là kế hoạch kiến lập giảng võ đường trong ngành hàng hải quả nhiên không được phép thông qua trật tự cũ muốn phá quả thực là quá khó khăn nhìn biển rộng mênh mông bát ngát trong lòng dương lăng đột nhiên dâng lên một trận xúc động đại đế quốc lịch sử vài ngàn năm trật tự văn minh đã thành hệ thống dù muốn cải biến đều phải phá cũ tạo mới cho nên dù là quyền lực tối cao nhưng hoàng thượng cũng cần hết sức thận trọng nhưng nếu như là một địa phương nhỏ ư một nơi hoang vu lạc hậu ư không khác tờ giấy trắng có thể tùy ý vẽ loạn tỉ như malacca nhỏ bé chật hẹp này nếu có thể xây dựng trường học nhà xưởng cải cách chế độ còn không dễ dàng hay sao bởi vì nguyên bản không tồn tại cái gì để mà phá hư cũng không chạm đến lợi ích của những kẻ được lợi trong chế độ cũ đó ý niệm thiên mã hành không chật lóe trên không một tiếng ngày âu kêu lớn còn lại tâm linh dương lăng đang bay lượn hắn thu lại tâm tình nói tiếp tục nói đi lưu vũ nói trọng yếu là hiện giờ lưu cấn lợi dụng các thế giám chấn thủ tham chính bắt đầu danh chính ngôn thuận yêu cả các công văn trọng yếu phải trình báo qua lão phải được lão thông qua mới chuyển tới các bộ và nội các được các quần thần có tấu chương giờ phải viết hồng thiếp cho lão trước sau đó mới bạch thiếp dâng lên lưu vũ dừng lại một chút đè thấp âm thanh Có người nói Hiện giờ thiên hạ chỉ biết cô lưu thái giám Mà không biết đến hoàng thượng Dương lăng khóe miệng Cười nhách liền thu liễm Rất nhanh thôi Mạnh lưu Cẩn sắp cạn rồi Hiện tại đại minh Uy hiếp tới từ ngoại lai với hắn Là không đáng kể Nhưng đám người bên trong Lại có thể hủy đi lực lượng của hắn Đại minh đang từng từng bước đi Thay đổi rất nhiều chính sách Đại Minh giờ giống như một con hồ điệp đang dãy ruộng thoát ly bọc kén xiềng xích nó có thể trông như rất khổ sở, run rẩy yếu ớt, đến đứng cũng không vững, thế nhưng thời điểm sẽ qua hóa thân thành một sinh vật rực rỡ, bay vạn bụi hoa. Dương Lăng nhìn chiếm hạm lướt qua biển đang kích tạo thành vệt sóng lớn, thân tâm lại bay về thành Bắc Kinh. Lưu Cẩn ơi Lưu Cẩn, trước khi hóa điệp dương cánh, ta sao có thể lưu nó lại được? Người chuẩn bị, chờ tức khấu... chim sẻ đằng sau mổ đi. Tô đoan mụ mạt, khi trở lại Malacca, chưa kịp tới chân an thần dân đang hân hoan chào đón chỉ nghe đại quản gia hoàng cung oman trung thành tận tâm tới nghênh đón khóc lóc kể lại một phen thế nhưng mà phản ứng của ông ta khác xa với những gì dương lăng đã dự đoán chẳng những không kích động lại còn rất hòa khí an ủi đại quản gia vài câu nghĩ đến bản thân khi không còn một xu dính túi ủy thân tới bắc kinh nương tựa bỗng nhiên một lần nữa lấy lại được giang sơn và thần dân lại lần nữa lấy lại được vương vị đội vương miện hẳn phải mừng rỡ như điên mới phải với tâm lý một kẻ không nhiều tham vọng hắn đã quá thỏa mãn không có hoàng kim châu báu sao có thể kiếm lại trong vương cung hơn 100 phi tử cũng chả thấy ai có thể nạp lại mà thôi vương hoa lấy thân phận lễ bộ thượng thư tuyên đọc thánh chỉ xác minh hoàng đế đại minh giúp đỡ sudan phục quốc thừa nhận ông ta là quốc vương hợp pháp duy nhất tô đan mụ mạt cũng diễn như con dân đại minh tiếp nhận ý chỉ thiên tử cũng tuyên bố sửa quốc hiệu là khải minh sau đó lưu vũ với tư cách bộ binh thượng thư tuyên bố theo sở cầu của Sudan với Malacca theo thông lệ của lưu cầu quốc điều ba vệ binh mã hai mươi chiến thuyền thường trú tại Malacca sẽ là thủy sư lục quân và quân tượng thợ thuyền trụ lại phụ trách nhiệm vụ tại Ấn Độ Dương cùng phụ trách bảo hộ Malacca duy trì trật tự về thương thuyền Hồng Kông còn sở nhu thuế ruộng lương thực sẽ mời quốc vương Malacca gánh vác vương thất và các thủ trưởng Malacca bị người Phật lăng cơ làm cho hoảng sợ liền ước gì minh quân hùng mạnh có thể đóng giữ ở đây bảo hộ họ cho nên với ý chỉ trên không hề dị nghị tích cực phối hợp làm sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi dương lăng vương hoa và lưu vũ là hạ thần đại minh tới làm tượng khách của malacca tham dự đại điển phục quốc của sudan cùng người malacca đại tiệc tưng bừng ba ngày ba đêm lúc này mới trở lại phúc kiến ở tổng đốc phủ phúc châu vương hoa tuyên ý chỉ của chính đức hoàng đế cho dương lăng phúc kiến bố chính sứ không thể bỏ không triều đình một lần nữa ban lệnh tuyển người ít ngày nữa đến nhậm chức xét thấy chính sự vùng duyên hải đã bình ổn dương nhiệt giả qua không còn mấy liền giao cho đô chỉ huy sứ các nơi phụ trách tránh làm chậm trễ việc tiếp nhận chức vụ tổng đốc và đại thiên tuần thú tuần sát các phủ của dương lăng về phần hai kiện tấu trương của dương lăng có thể nói là hoàn toàn bóc bỏ hiện tại binh lính quân đội hơn ngàn lại phân tán ở các tỉnh dù không cho đóng lại tại lâu đài thế nhưng do chiến sự còn chưa hoàn toàn bình ổn có thể tạm thời lưu lại thanh trừ toàn bộ bọn giặc oa sau đó liền phải trở về để phục lệnh luận công ban thưởng về kế hoạch kiến lập thủy sư giảng võ đường về sau tái bàn. Ngoài ra, triều đình tuyên bố thái độ về việc thành lập thương mậu hợp tác bộ dịch với bộ Đào nha, cùng với khi sứ đoàn của bộ tới đại minh chỉ định các bố chính sứ ti của các địa phương phụ trách tiếp đãi hợp tác làm việc, việc này cùng dương lăng cũng không có quan hệ gì. Theo bố chính sứ tham chính phục lệnh xong chính là truyền đạt tới bố chính xứ Tân Nhậm. Dương Lăng từ Nam tới Bắc tiêu diệt bình loạn, chiến công vô số, nhất là khi đóng quân tại Lưu Cầu và Malacca, đã giống như nắm giữ một vùng biển rộng trong tay, giữ các chư đảo Đông Hải, Nam Hải trở thành bộ phận trong bản đồ của Đại Minh, Di Châu cũng nhanh chóng thu ở trong tay, chiến tích như vậy không hề có khen ngợi động viên. Duy nhất ý chỉ của Hoàng đế tỏ vẻ săn sóc và tín nhiệm là với người dân Tây Bắc nhanh nhẹn dũng mãnh, vùng nước sâu hiểm ác, lại thêm thân thủ của dương lăng phân tán khắp nơi không kịp triệu hồi hoàng thượng trong lòng thật vững bận vì vậy quyết định trong thời gian dương lăng đại thiên tuần thú không cần chỉ lệnh có thể trực tiếp điều động tam vệ và binh mã ý chỉ vừa tuyên vương hoa và lưu vũ trước đó cũng không biết nội dung đọc được một nửa đã khiến cho văn thần võ tướng bên dưới xôn xao hai người lại cũng là người của dương lăng quan hệ cũng thật sâu sắc cho nên khi đọc thấy ý chỉ không chút tình cảm và công bằng nào hai người liền ngượng ngùng có điểm khó nói Dương Lăng thật ra cũng không màng danh lợi, thần sắc như thường. Hắn quỷ nghe xong thánh chỉ, tiếp nhận tạ ơn. Đặt ở thai án phía trên, xong quay qua nói với Lưu Vũ và Vương Hoa. Nhị vị đại nhân, Dương Lăng lần này rời kinh đã lâu. Nếu như Hoàng thượng đối với việc Đông Nam đã có an bài, ta cũng đã an tâm. Hai ngày tới chờ giao việc lại cụ thể, bản quan phải tiếp tục tuần tra vùng thiểm xuyên, hoàn thành sứ mệnh để sớm ngày hồi kinh phục trí. Chúng ta có có được cơ hội tụ họp đêm nay bản quan thiết tiến tại ỷ thúy lâu mời nhị vị đại quân tận hứng tứ đại danh kỹ phúc châu cẩm sắc song tuyết mời các nàng tới chợ hứng thêm nhiều chuyện vui <laughs> lưu vũ tuy rằng cũng không kinh rẻ thế nhưng vương hoa vốn luôn giữ mình trong sạch khiêm tốn nếu không nói rõ chỉ là mời danh kỹ cẩm khúc chợ hứng dương lăng sợ ông ta sẽ do dự liền cố ý nói rõ một chút vương hoa thì hắn thản nhiên không hề mất mát hay oán ký gì không khỏi ôm quyền nói Dương Đại Nhân, năm ấy nhược quán, thanh niên tầm 20 tuổi, lại có thể không quan tâm thiệt hơn, khí độ trí tuệ. Vương mỗ mặc dù trẻ qua, cũng cần hết cả đời người, cũng cũng thật sự là mặc cảm, bội phục, bội phục mà. Nào có, nào có, Vương Lão Đại Nhân quá khen rồi, Dương mỗ không dám nhấn, thật không dám nhấn. Dương Lăng vội vàng, ôm quyền thi lễ, thuật miệng cười. Hai vị đại nhân đều không quen đi thuyền, đi tới đi lui Malacca đều là đường biển cá, nhị vị một đường vất vả thỉnh về phòng tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi một chút trước đi dương lăng gọi người mời hai vị khâm sai về phòng sau đã được bố trí lại tỏ vẻ không việc gì chấn an bộ hạ đang tức giận bất bình về câu để cho mọi người tan đi lúc này mới thông thả trở về phòng mình hắn vừa thay quan bào, đã thấy thành cải vận mặt cười giận đi đến không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế dương lăng thế thế cực cười đi qua đặt mông chỗ ghế nàng đang ngồi thành cải vận giận dỗi vùng vằng dương lăng cũng không để ý Chơ mặt ra cuốn lấy nàng thành một Nằm lấy eo nhỏ mềm mại cười nói Mới từ Tô Châu trở về có hai ngày An lại chọc giận thành đại tiểu thư sinh khí như vậy rồi Thành cười vận Lước mắt lườm hắn sẵn giọng Người cái người này Cười hi à, thật đáng không đứng đắn gì cả Ta đã sớm khuyên chàng Chàng lại không nghe theo Nếu đề cập tới việc phân ngàn quân Tại các tỉnh chú đóng Hoàng thượng nhất định sẽ không đồng ý mà Chàng lại còn đề ra cái chủ ý kỳ quái như vậy Cái gì mà giảng võ đường Hiện tại hai việc đều đã bị bác bỏ cả ngay cả công thưởng cũng không có chàng tội gì phải thế dương lăng đem mặt dán qua gò má của nàng lại vút ve vài cái đôi má như tuyết nón nà dù thời tiết khắc nghiệt vẫn dịu mát mềm mại như ngọc dương lăng nheo mắt cảm nhận được hơi thở tươi mát của cỏ cây thích ký thở dài nói người hiểu yêu sầu lòng ta lại không biết ta cần gì cái khổ tâm của ta nàng hiểu được hay sao Thành Tử vận, được hắn vút ve đến thoải mái, ánh mắt cũng trở nên mềm mại đáng yêu, thế nhưng rồi lại vẫn không cam lòng hừ một tiếng, giọng mũi nói ra: Chàng có cái gì mà khổ tâm chứ, đã sớm nói mọi việc phải từ từ suy tính rồi, rút ruột không được, việc này đã hao tổn bao nhiêu đấy." Nàng ta bỗng nhiên hổ nghi quay sang nói: "Mà chàng, việc xây dựng võ đường không phải là để lấy lòng nha đầu An Đức Ni kia đấy chứ?" Dương Lăng ngẩn ra bật cười nói: "Nàng lại đoán mò cái gì thế, thật là nữ nhân à?" một khi một khi ê, sẽ bị mổ quáng thôi thông minh như vận nhi cũng không ngoại lệ thành cái vận mặt cười đỏ lên lại không phục nói dù sao chàng cũng đã bị bại chiêu hoàng thượng cho phép chàng tùy thời điều động tam vệ binh mã xem như vẫn là một lòng tin tưởng cũng là hoàn hảo nếu không thật mệt rồi nàng ta chừng mắt nhìn dương lăng nói ta nói chàng nhá đối với nữ nhân không thể quá sủng ái được chuyện dù cũng đều nghe lời nàng ta nàng ta sẽ không ốm mà dên liền sinh sự không ít đâu dương lăng như hồ đồ bỗng mừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu nói thành đại tiểu thư giáo huấn thật đúng thật là khiến ta bừng tỉnh ờ, dương lăng xin được thụ giáo vậy cái kia bản quan mới từ malaca trở về ờ, có chút mệt mỏi đêm nay liền muốn ngủ một mình có một con mèo hoang phong tao phóng đãng nên nghỉ ngơi thì liền nghỉ ngơi đi miễn cho cảm thấy nhiều mỹ mãn mà sinh ra khùng ngốm cũng rên sinh ra a à, hắn vừa bị thành cởi vận thẹn quá hóa giận nhéo bên lưng một phen nhịn không được buồn cười kêu ra thành tiếng hắn cười rồi lấy từ trong tay áo một vật nào đó nhét vào tay thành cởi vận sau đó lại dò dẫm tại vòng eo của nàng cười nói nàng không nói ta cũng biết việc này cần phải đáng lo nhưng chỉ một tia hy vọng ta cũng muốn thử xem lại nói tiếp vô luận là cùng đoán nhan tam vẽ vẫn là xóa bỏ lệnh cấm vận trên biển sự việc này ta không âm thầm chuẩn bị quân vương và dân cũng đủ lực lượng duy trì khi nắm chắc mới tại triều đình nói ra thôi ta cũng biết từ xưa đến nay triều đình đại sứ khi được đề ra cũng giống như đại quân quyết chiến bình mã lưng tháo tin tức thế trận đã sớm phải chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ thời điểm ngà bay chỉ có kẻ ngốc mới không hề chuẩn bị mà đã xuất đề ra thôi lúc này đây ta cũng như vậy quả thật có điểm khổ não à, có lẽ là do thiên hạ vốn vô sự chỉ là lo nghĩ không đâu Vô luận như thế nào Ta tận lực Dương Lăng nói đến đây Bỗng cảm thấy một trận lo sợ nghi hoặc Rồi lại bị ai Lúc này đây có phải hay không Thật sự là ta đã chôn chân ở đất thục rồi sao Hay vẫn như lời trưng thiên sư. Bình an vô sứ Không vướng mắc không quan hệ Cứ như thế đạm bạc Thế nhưng trong tâm đã có hàn ấu nương Vừa yêu vừa thương cứ như vậy vướng mắc không chân Khó có thể kiềm chế được Hiện tại chẳng những đã có hồng nhan chi ký chỉ tâm ái thế nghiệp lớn chưa thành thật quá nhiều vững bận nhất là còn chưa bao giờ được nhìn đứa nhi bảo bối và cốt nhục sắp được hạ sinh thành kể vận cảm giác được trong lời nói của dương lăng có chút bi thương theo bản năng muốn quay đầu nhìn hắn dương lăng vội giấu đi chuyển hướng nói à, nàng xem vật này đi từ hoàng thượng nàng yên tâm ngài sẽ không vì sự kiện này nảy sinh lòng nghi kỹ cảnh giác đâu thành kể vận cúi đầu thấy gối lụa mềm mại màu vàng đây là cái gì vậy? Sao chàng lại mang trên người? Đây là vi phạm lệnh cấm. Nàng bỗng nhiên trừng mắt lớn. Sao? Mật chỉ của Hoàng thượng ư? Dương Lăng mân mê đôi môi mọng đỏ, hôn một cái, cười nói. Nàng xem rồi nói xem. Thành người vận, mở tấm lụa ra liền thấy. Dương Lăng thị độc, chấm rất tốt, đừng quá nhớ mong. Ừ, Hoàng thượng tự mãn cũng không tồi. Thành người vận nhìn hàng chữ nhỏ rồi tiếp tục xem xuống dưới. Dương Thị Đốc, Ái Khanh đề xuất việc giảng sư võ đường, tất cả văn võ bác quan đều không đáp ứng. Chậm nghĩ đi nghĩ lại, để quan văn lãnh binh, lấy bộ binh vào ngũ quân đô đốc Phú cùng nhau kiểm chế, lấy vệ sở phân tới các nơi, tình binh tụ tại kinh sư, tất cả chính là tiền lệ của Đại Tiên Hoàng đề ra, là quốc sách đảm bảo an ổn giang sơn xã tắc này. Thiết lập võ đường tạo nên một bộ phận mới, mặc dù có thể nhanh chóng để cao năng lực của tướng lãnh, thế nhưng quả thật rủi ro và góc tối quá nhiều. Dương Thị Độc đề ra chiến lược này còn thiếu sự lo lắng. Chấm biết nghe lời phái, cũng phải để mặt mũi toàn bộ quan lại. lần này phải bóc bỏ ngươi thôi. Ái Khanh muốn huấn luyện ngàn đội tinh binh quân phân trú tại các tỉnh. Chấm cảm thấy rất được, đám vệ sở thối nát, chấm đã nghe từ lâu, một trận bình hoa càng đủ minh chứng. Lấy đám quân hung bạo thổ phỉ đầu nhập quân đội làm tăng lực chiến, đấy là ý của Khanh đi. Kiến sự giảng sư phó đường của Ái Khanh thật là nước cờ sở, hiện đủ loại quan lái đang sống yên ổn sao muốn gian nguy ngay cả ngũ quan các phủ đốc cũng đều dân tấu phản đối cho rằng ái khanh trở thành họa có ái khanh có ý đồ riêng dựa theo chấm thấy tạm lưu họ tại các tỉnh để bình ổn sau liền quay về chỗ cũ chiến sự giang nam đã bình ổn quân lực muốn tăng cũng không phải không thể người xem chậm nghĩ kế thế nào thêm nữa ái khanh tiêu diệt bình uy nâng cao thanh danh của đại minh luận công lao chấm vốn muốn ca ngợi ban thưởng gia phong quốc công đáng tiếc chẳng những tiểu đường phản đối ngay cả Âu nương kỳ tý cũng cực lực phản đối hai người nữ nhân này chấm cũng không dám đắc tội nhân duyên của ngươi không tốt cũng đừng trách chấm ấu nương tỷ tỷ sắp sinh tới nơi rồi ai khanh có thể không về kịp có chấm là cha nuôi ở đây rồi ai khanh không cần quá vững bắn chấm hy vọng ấu nương tỷ tỷ hạ sinh nam hài sau này có thể bồi chấm uống rượu cưỡi ngựa săn thú thôi được rồi không nói nhiều nữa chấm giờ muốn đi tìm tiểu đường hôm nay nàng ấy bồi Âu nương tỷ tỷ tới hộ quốc tử cầu phúc Khâm thứ Thành kể vận Xem cái mật chỉ chẳng ra mật chỉ Run run một lúc Mới giờ khóc giờ cười nói Hoàng thượng đối với chàng Đối với chàng Thật sự là vẫn vững lòng tin Đã muốn nhận hài tử của chàng Làm nghĩa tử Ấu nương cũng sắp sinh tới nơi rồi Đến lúc đó có hoàng thượng Nhận nghĩa tử Lời đồn việc chàng thất súng Cũng sẽ biến mất thôi Ta yên tâm rồi Nếu không có tránh có phần lo ngại Nàng mới nói đến đấy Trong sân đã vang lên tiếng của A Đức Ni Dương chàng có đó không Khi Dương Lăng hồi phủ A Đức Ni ở cục quân khí Theo hiệu quả đợt chiến sự vừa rồi Nàng cùng đám người trịnh lão Đang thiết kế thay đổi thủy lôi Nghe được Dương Lăng trở về liền vui mừng mà mãi biết chạy về Dương Lăng nghe được tiếng của nàng Vội vàng đi tới cửa Chỉ thấy ở đoạn hành lang gấp khúc Một bóng hình xinh đẹp chạy tới Tựa như chú bầu câu non tung bay A Đức Ni một thân nữ trang Bên dưới váy mềm mại tung bay tựa mây làm nổi bật một đôi chân thon dài thẳng tắp bắp đùi rắn chắc tròn làn xinh đẹp A Đức Ni chạy tới trước cửa Gặp Dương Lăng đang đứng đấy Nàng vui sướng dừng lại nói Dương chàng đã trở về rồi sao Ta ta nghe nói Vận tỷ đang ở đây sao Nàng thấy Thành Khải Vận đang ở trong phòng Liền hướng nàng ấy gật đầu mỉm cười Khi Thành Khải Vận giả bị thương ở Malacca A Đức Ni biểu lộ tình cảm chân thành Làm cho nàng vô cùng cảm động Xưa nay dù vốn thiên tính nữ nhân Luôn cùng nàng ấy ghen ghét tình cảm thế nhưng trong lòng của nàng vẫn thực thích vị cô nương phương tây tính tình hào phóng này thấy nàng ấy đến nàng cười nói mặt trên bên ngoài chói mắt vào trong hãy nói đi ta còn có chút việc đi về trước một chút vậy a à đức ni khuôn mặt đỏ một chút nàng ngượng ngùng đứng trước cửa phòng nói vận tỷ không cần tránh ta ta có chút việc muốn hỏi dương một chút mà thôi nói xong ta sẽ đi ngay nói xong nàng nhanh nhận vào phòng theo nàng tiến vào là một làn hương thơm mát A Đức Ni dáng người cao gầy, đôi chân dài, tuy quả áo khoác ngoài che lấp cũng không giấu được, đường cong của thắt lưng và cổ chân thon dài nhẫn mịn. Lúc này nhìn lại, hồng quần bay lên, quần trắng bó, có thể thấy đôi chân có bao nhiêu thon dài duyên dáng, cân xứng, lại một thân thơm ngát đầy đặn mượt mà. Nếu có thể ôm một cái, phải chết cũng thật xứng đáng. Nếu nói thành kẻ vận tựa sân thủy, A Đức Ni chính là liệt hỏa, hai nữ nhân có vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng đều có thể làm tâm hồn rung động đều tỏa sáng lung linh. Nghe nàng ấy nói như vậy, nếu như nóng lòng rời đi sẽ giống như làm ra vẻ. Thành Kiệt Vận lên ở lại, đứng ở sau lưng Dương Lăng. A Đức Ni đối diện với Dương Lăng nói. Dương à, ta trở lại ở trong phố, nghe đại bồng trì nói. Hàng ngày tới chàng lên đường tới Tây Bắc tuần tra. Mà cục quân khí cần phải 4-5 ngày nữa mới có thể cải tiến xong thì lôi được. Chàng có thể lùi lại hai ngày được nữa không? Dương Lăng vừa nghe vừa nói. Thì ra là việc này, nàng không cần xuất ruột cứ việc ở lại trợ giúp cục quân khí cải thiện xong việc nàng cùng với khởi vận trở về tô châu hiện giờ ta cùng đến triều tiên nhật bản lữ tống lưu cầu đang muốn hợp tác thương mại mậu dịch trong nước cần khai thuyền thành lập thương hội hiệu buôn rất nhanh sẽ chiếm được thị trường đồng thời công tác tình báo và triển khai tới ngoại quốc sự vụ nhất định sẽ nặng nề triều đình nếu không đồng ý mở giảng võ đường nàng ở lại trợ lực cho khởi vấn thay ta để ý hết thảy mọi thứ là được hắn vừa mới nói xong thành cái văn vã Đức ni nhất thời ngẩn ra lập tức thủy hòa mỹ nhân đồng thời dựng mày phát uy nói cái gì chẳng không mang ta theo đi tây bắc sao dương lăng sớm đoán được phản ứng của hai nàng không tỏ vẻ gì với loại y hiếp này hợp tình hợp lý nói đương nhiên là không mang theo rồi một đường tây bắc cũng chỉ là cứ ngựa xem hoa mà thôi sau đó sẽ trực tiếp về kinh các nàng chính là phụ tá đắc lực của ta giang nam có rất nhiều chuyện cần phải làm không giao cho các nàng thì ta biết giao cho ai bây giờ Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 124 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại